và ngày nào đi học. Không ai có thể biết chính xác chiếc cặp da ra đời từ bao giờ. Nhưng những hình ảnh các nữ sinh với bộ áo dài trắng thướt tha cùng chiếc cặp ôm sách trên tay rồi hòa vào dòng người trên phố sẽ nổi bật vô cùng khi đi trên đường. Hầu hết các chiếc cặp da ngày xưa của các nữ sinh từ lớp đệ thất đến đệ nhị đều có hình khối chữ nhật làm bằng da bò màu vàng hoặc nâu sậm. Rất hiếm khi có ai đó có chiếc cặp được làm từ da cá sấu, bởi vì rất hiếm và rất mắc tiền. Cặp da thường có chiều dài 2 gang tay, chiều cao khoảng 1 gang rưỡi, chiều rộng ngắn hơn 1 gang tay. Chiếc cặp da có cấu tạo cũng đơn giản, gồm hai cái hộp nhỏ bên ngoài có dây da cùng màu để khóa kín. Nổi bật hơn là quai sắt ngắn được gắn ở trên cùng giữa cặp, nhìn thật xinh xắn. Bên trong có nhiều ngăn để đựng học cụ. Có một ngăn nhỏ mà chiếc nào cũng phải có để chủ nhân đựng của bí mật. Chiếc cặp da cũng là vật để che nắng, che mưa cho sách vở, bảo vệ những vật dụng chứa ở bên trong. Nó cũng là kỷ vật đã để lại không biết bao nhiêu kỷ niệm trong ký ức vui buồn, đồng thời cũng làm tăng lên nét đẹp thơ ngây, trong trắng, thật duyên dáng của tuổi học trò. Các bạn nữ sinh mặc áo dài, tay ôm cặp trước ngực, có vẻ dịu dàng, thùy mị, điệu đà đáng yêu làm sao. Trong chiếc cặp đã giúp các bạn nhỏ chứa đựng tất cả những học cụ thân thiết. Bên cạnh đó lại có thủ thêm bánh kẹo, me ngào muối đường để nhâm nhi lúc làm toán hay luận văn trong giờ học trên lớp, vào những lúc bị bí hay đầy căng thẳng. Đôi lúc cặp da cũng làm phụ kiện để các bạn nữ sinh ôm vào lòng mà làm duyên làm dáng mỗi khi có người nào đó đi sau lưng. Trong quãng đời đi học của mỗi học sinh, chiếc cặp là một vật dụng không thể thiếu. Cho dù nhiều năm sau đi nữa, chiếc cặp vẫn sẽ luôn là người bạn trung thành, đồng hành cùng ta sáng chiều mỗi ngày đến lớp. Nó trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời học trò ngày xưa của mọi chúng ta. Hãy yêu thương và trân trọng chiếc cặp da một thời của chính mình. Trong cuộc đời của mỗi người chúng ta, những kỷ niệm của một thời cắp sách, ôm cặp đến trường luôn là những kỷ niệm đẹp, và nó sẽ lưu giữ trong lòng chúng ta cho đến lúc trưởng thành, kể cả ngày hôm nay. Với tôi cũng vậy. Dù bây giờ luôn vẫn nhớ những kỷ niệm về thầy cô, bạn bè dưới mái trường xưa, vẫn không thể nào phai mờ trong ký ức. Trong số các thầy cô mà tôi đã học được trong thời tiểu học, cô giáo đầu đời dạy cách viết ngòi lá tre mà tôi rất kính trọng. Hình ảnh cô luôn sâu đậm trong tâm trí dù đã hơn 50 năm qua. Khi cô chấm bài, thấy hiện lên tâm hồn vào nét mặt. Cô sửa nét chữ câu văn là sửa tính cho một con người. Có lẽ cũng vì thế mà cô giáo ngày xưa chấm bài rất kỹ. Học trò nhỏ luôn được uốn nắn chăm chút thật chu đáo. Việc dạy đầu tiên là rèn nét chữ. Cô dạy các con cách ngồi, cách cầm viết sao cho đúng, cầm tay nắn nót từng con chữ sao cho tròn, cho thẳng, nét hất, nét nghiêng cho đẹp. Cô dạy từng đứa trong lớp học như người mẹ dạy con thở tập đi, tập nói. Biết ơn thầy cô, cảm ơn những ngòi viết lá tre ngày xưa đã giúp tôi viết được chữ đẹp, rèn tính nhẫn nại và giáo dục cho tôi được nên người. Thank you.
chân xin tìm đến người. Này đây cánh tay xin chào đón người. Này đây có cây xanh gần ý tình. Này đây gió mây nhà hồn tái sinh. Này đây cánh hoa xin dâng đến người. Đời như nước hoa trong vạn tiếng cười. Ầm vang xuôi giao như dãy núi rừng. Bầy chim hót ca theo từng bước chân. Này hơi trái chín thơm ngọt hoa. Này hơi những đóa hoa rực rỡ. Này hơi xuôi mà chim rừng ca. Hãy lắng nghe tình ta yêu nhau không rời xa. Từ đây có nhau trên vạn nẻo đời. Cầm tay dắt nhau đi chân kiếp người. Và ta sẽ chia yêu thương khắp trời. Tình yêu chúng ta lan rộng khắp nơi. Này đây cánh tay xin chào đón người. Này đây có cây xanh gần ý tình. Này đây gió mây nhà hồn tái sinh. Này đây cánh hoa xin dâng đến người. Đời như nước hoa trong vạn tiếng cười. Ầm vang xuôi giao như dãy núi rừng. Bầy chim hót ca theo từng bước chân. Này hơi trái chín thơm ngọt hoa. Này hơi những đóa hoa rực rỡ. Này hơi xuôi mà chim rừng ca. Hãy lắng nghe tình ta yêu nhau không rời xa. Thì đây có nhau trên vạn nẻo đời. Cầm tay dắt nhau đi chân kiếp người. Và ta sẽ chia yêu thương khắp trời. Tình yêu chúng ta lan rộng khắp nơi. Từ đây có nhau trên vạn nẻo đời. Cầm tay dẫn nhau đi chân kiếp người. Và ta sẽ chia yêu thương khắp trời. Tình yêu chúng ta lan rộng khắp nơi. Từ đây có nhau trên vạn nẻo đời. Cầm tay dẫn nhau đi chân kiếp người. Và ta sẽ chia yêu thương khắp trời. Tình yêu chúng ta lan rộng khắp nơi. Từ đây có nhau trên vạn nẻo đời. Cầm tay dẫn nhau đi chân. Những ngày xa quê hương là những ngày mang đau thương. Một ngày xa quê hương là một ngày mang đau khổ. Một ngày không nắng ấm và một ngày mong mưa rào. Một ngày thiếu hơi thở của đồng cỏ nước Việt Nam. Đất nào sinh ra tôi, mẹ hiền nào cứu mang tôi. Miền nào nuôi thân tôi mà giờ này tôi xa rồi. Này dòng sông phơi nắng, kia ruộng đồng lúa chín vàng. Giờ này đã xa rồi và ngàn đời nhớ Việt Nam. Đồng bào ta với ta, hãy biết và hãy biết rằng ngày mai khi ta về, hãy nhóm ngọn lửa hồng thắp sáng vạn niềm tin.
gió chiều mang hương quê, lòng giật mình trong cơn mê, ngày buồn ôi lê thế mà hồn mình như ê chề. Sài Gòn trong nắng cháy, Đà Lạt sầu trong sương mờ, chiều nào biết Vũng Tàu sóng tận cùng đến Cà Mau. Nhớ chiều quê hương ơi, thật tận cùng xa xôi thôi, vùng trời Nhà Trang xưa và dòng Đông Nai hững hờ. Nào Cần Thơ nắng ấm, kia ruộng đồng lúa chín vàng, giờ này đã xa rồi và ngàn đời nhớ Việt Nam. Giờ này đã